못. 할아버지들 식사하셨어요? Các ông đã ăn cơm chưa ạ? Hai. 우리는 이미 먹었어. Bọn ông đã ăn rồi. Ba. 너희 먹으렴. Các cháu ăn đi. Bốn. 그들은 이미 먹었어. Các ông ấy đã ăn cơm rồi. Năm. 할머니들 식사하셨어요? Các bà đã ăn cơm chưa ạ? Sáu. 우리는 이미 먹었어. Bọn bà đã ăn rồi. Bảy. 너희 먹으렴. Các cháu ăn đi. Tám. 그들은 이미 먹었어. Các bác ấy đã ăn cơm rồi.